Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có không ít những người vợ chọn cách im lặng, cam chịu trước bạo lực gia đình, nhưng khi đến một giới hạn nhất định, họ đã phản kháng. Vụ án sau đây là một ví dụ. Trong đêm tối bị người chồng đòi hỏi, chị đã bực tức là một chuyện tày đình. Chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe sự việc sau đây để hiểu rõ hơn về vụ án này. Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Mông Mẹ Phia, sinh năm 1971, tên gọi khác là Xeo Thị Long, ngụ xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An với tội danh sát hại người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Đây là phiên tòa khá đặc biệt do bị cáo đang mắc các chứng bệnh cao huyết áp, đau khớp, sức khỏe yếu nên được tòa cho ngồi suốt phiên tòa. Mông Mẹ Phia là người dân tộc thiểu số, mù chữ, nên trong quá trình xét xử, bị cáo cần phải có người phiên dịch. Ngồi phía dưới, ba người con của nạn nhân cũng là đại diện hợp pháp cho bị hại, ông Mông Văn Tình, chồng bị cáo, buồn rầu ủ rũ. Theo cáo trạng, Mông Mẹ Phia và Mông Văn Tình là vợ chồng. Trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, ông Tình hay rượu chè, hành hung vợ con. Những năm gần đây, người chồng ngày càng sa đà vào rượu, khiến Mông Mẹ Phia nhiều lần bị chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Người thân đã nhiều lần trình báo lên chính quyền nhờ can thiệp, nhưng ông Tình vẫn chứng nào tật nấy, không chịu thay đổi. Khoảng 7 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2016, ông Tình mang về nhà một chai rượu. Sau khi tu hết số rượu trong chai, người chồng bắt đầu chửi bới vợ như thường lệ. Thấy vợ đang ngồi trong bếp, ông này lớn tiếng chửi: "Uống rượu đừng có nói nhiều, bữa ni hôm nay là phải giết bà." Vừa nói, người đàn ông vừa tiến lại chỗ vợ ngồi, một tay nắm tóc, một tay dọa đánh. Hiểu rõ tính cách của chồng nên Mông Mẹ Phia im lặng, không nói gì. Người chồng vẫn không chịu buông tha, cúi xuống gần vợ nhắc lại câu nói vừa rồi. Nói xong, ông Tình đi vào buồng lấy túi đựng thuốc chữa bệnh của vợ, ném vào bếp lửa đang cháy hừng hực. Ấm ức, Mông Mẹ Phia đã bật khóc. Cùng thời điểm trên, có hai người hàng xóm đi qua, nghe ồn ào vội vào can ngăn. Sau khi lấy đi chiếc chày gỗ trên tay ông Tình, người hàng xóm đã khuyên ông này đi nghỉ cho khỏe. Sau đó, người chồng lặng lẽ vào buồng nằm ngủ. Tưởng chừng mọi việc sẽ dừng lại ở đó, nhưng đến khoảng 11 giờ, ông Tình đột nhiên thức giấc. Xuống bếp, thấy vợ đang nấu ăn, người đàn ông này đã đi lấy hung khí rồi tiến lại chỗ vợ. Đến nơi, ông này nhắc lại câu đe dọa lúc trước và nói: "Muốn ăn cái chi thì ăn trước đi." Hoảng sợ, người vợ van xin, sau đó định chạy ra ngoài, nhưng đã bị chồng chốt cửa từ trước và ngăn không cho đi. Cùng đường, Phia đã dùng hai tay và đầu xô mạnh vào người chồng, khiến ông này ngã nhào xuống giường. Hung khí trên tay cũng rơi ra. Sau đó, Phia đã cầm lấy hung khí ra tay liên tục vào chồng. Thấy ông Tình đã nằm im, Phia bỏ ra ngoài, sau đó quay lại bế chồng lên giường, tạo hiện trường giả. Xong xuôi, Mông Mẹ Phia chạy sang nhà hàng xóm, báo tin chồng mình đã làm chuyện dại dột. Ngay lập tức, nhóm hàng xóm vội chạy sang thì thấy ông Tình đã mất. Một ngày sau, nhận thấy hành vi của mình là sai trái, Mông Mẹ Phia đã lên công an huyện Kỳ Sơn đầu thú. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được tòa hỏi tại sao lại ra tay chồng nhiều lần như thế, bị cáo trả lời: "Do lúc đó sợ chồng đánh, ông ấy rất hung hãn, trong người lại có rượu. Hơn nữa, do trước đó nhiều lần từng bị chồng đe dọa, hành hung mỗi khi có rượu vào, nên tâm trí bị cáo vô cùng hoảng loạn." Cuộc hôn nhân buồn. Tại tòa, Mông Mẹ Phia cho hay, hai vợ chồng lấy nhau đã hơn 30 năm và có 5 mặt con. Con út năm nay 16 tuổi, cuộc sống của gia đình chỉ trông chờ vào nương rẫy. Bản thân Phia mù chữ, ít giao tiếp xã hội nên chủ yếu quanh quẩn trong bản làng. Theo lời người con trai đầu, sinh năm 1987, bình thường khi chưa có rượu vào, người bố sống khá tình cảm. Nhưng mỗi khi có đôi ba chén rượu, tính cách người đàn ông này thay đổi ngay. Năm lên 10 tuổi, tôi đã nhiều lần thấy bố chửi bới, hành hung mẹ, con cái mỗi khi say rượu. Thường mẹ tôi đã nhiều lần khuyên can, bảo bố không uống rượu nữa. Nhưng cứ nhịn được ít ngày là bố lại tiếp tục uống, người con phát biểu tại tòa. Năm 2007, khi đã lập gia đình, anh này dọn ra ngoài sinh sống. Tuy nhiên vì ở chung một mảnh vườn nên mọi sinh hoạt của bố mẹ, vợ chồng người con trai đầu hiểu rõ. Người con nghẹn ngào kể: "Có hôm tôi sang nhà thì thấy mẹ khóc sưng mắt vì bị bố hành hung cả đêm. Nhìn mẹ như vậy, anh chị em chúng tôi xót lắm, nhưng khuyên răn bố mãi mà không có thay đổi gì. Xót mẹ, thương bố, muốn ông thay đổi tính cách, đừng sa đà vào rượu chè nữa, nên mấy anh em đã trình báo chính quyền nhờ can thiệp.
Khi cán bộ xuống làm việc, phân giải, ông Tình gật đầu hứa sẽ không hành hung vợ nữa. Nhưng được ít ngày, người dân trong bản lại thấy kịch bản đó được lặp lại trong gia đình này. Mẹ của chúng cháu đã nhiều lần nín chịu cảnh bố đánh đập. Chúng cháu biết rõ điều đó. Giờ đây bố đã mất, chúng cháu chỉ còn mẹ. Mong tòa giảm nhẹ hình phạt để mẹ về chăm nuôi ông bà nội đã già yếu và con cháu. Người con trai đầu trình bày nguyện vọng. Tại phiên tòa, bị cáo còn cho biết rằng trong quá trình chung sống, ông Tình không những hành hung mỗi khi rượu vào mà có lần ông còn dùng hàng nóng ngắm vào người vợ. May không ảnh hưởng đến tính mạng. Được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án, mong mẹ Phia phát biểu. Sau khi lỡ ra tay với chồng, bị cáo thấy rất ân hận, có lỗi với các con, gia đình hai bên. Nhưng vì lúc đó bị cáo ức chế quá, cộng thêm nhiều lần bị chồng đánh đập nên mới dẫn đến hành vi không kiểm soát bản thân như vậy. Hiện bị cáo đang mang nhiều bệnh trong người nên xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt, trở về địa phương chữa bệnh, đoàn tụ cùng con cháu, phụng dưỡng bố mẹ già. Đại diện hội đồng xét xử phân tích, việc bị cáo có người chồng thường xuyên rượu chè, hành hung là điều không may mắn so với những người phụ nữ khác. Tuy nhiên, nếu bị chồng đánh đập nhiều quá thì nên nhờ chính quyền, người thân khuyên răn, can thiệp hoặc có thể chuyển ra ở riêng với con cháu một thời gian. Trường hợp xấu nhất có thể làm đơn ra tòa, chứ không được đánh người như vậy. Trong khi đó chính là người chồng của mình, đó là hành vi sai trái, vi phạm pháp luật. Nhưng xét thấy bị cáo sát hại người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, nạn nhân cũng có một phần lỗi. Sau khi gây án, bị cáo đã thành thật nhận lỗi, khai báo. Đồng thời, đại diện người thân bị hại và các con đã có đơn xin giảm án cho bị cáo, nên đó là căn cứ để hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt mong mẹ Phia 15 tháng tù giam vì tội danh sát hại người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Về phần dân sự, do các con và bố mẹ của bị hại chưa có sự thống nhất, nên tòa quyết định tách thành vụ án khác. Xét xử sau. Phiên tòa kết thúc, mong mẹ Phia được dẫn giải ra xe bịt thùng. Nữ bị cáo còn cố ngoái lại nhìn các con đang sụt sùi khóc. Người con đầu với theo động viên. Mẹ yên tâm, chúng con sẽ năng đưa thuốc vào trại giam cho mẹ chữa bệnh. Mẹ hãy cải tạo tốt để về với chúng con. Thưa quý vị, dù đã vô tình hay do chịu nhiều áp lực, thì những người phụ nữ cũng đón nhận bản án từ pháp luật. Hạnh phúc gia đình không phải đơn giản có được. Vì vậy, chúng tôi mong rằng tất cả quý vị đang xem chương trình hãy luôn trân trọng và gìn giữ tổ ấm của riêng mình. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.